Đây là đơn hàng của bạn, xin được giấu tên, bạn ở Gia Lai, bạn có đặt ở bên shop một đơn hàng đồ dùng học tập và bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn. Và sau đây là những sản phẩm mà bạn đặt. Đầu tiên là 3 tấm sticker trang trí. Một hộp bút mèo vải màu đen. Một hộp bút gấu trong. Một hộp bút mo nang màu hồng. Một hộp bút bánh dâu. Một xóa mây. Hai set tẩy chuối. Hai tẩy kem. Một vạt chì xít. Một vạt chì heo. Sáu bút kem. Bốn bút siêu. Một bút lược. Bốn quạt thỏ. Bốn quạt mèo. Bốn bút xít. Bốn bút đầu mèo. Bốn bút khóa. Bốn bút xương rồng. Hai bút nhớ dòng hình, đám mây và trái tim. Bốn bút hamburger. Sáu bút kẹo mút. Bốn bút máy ảnh và bốn bút thỏ. Một giấy nhớ thú. Với đơn hàng của bạn, shop tặng cho bạn một chiếc hình xăm và cộng với một bút vòng tay. Và giờ shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Như vậy là shop đã gói hàng xong cho bạn rồi. Đây là mã vận đơn của bạn. Bạn có thể sử dụng cái mã vận đơn này tra trên vietnam.bot để biết đơn hàng của bạn đi đến đâu rồi. Rồi, shop xin cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Shop chào các bạn.